Cơn bão số 4 đi qua, bên cạnh những thiệt hại về cơ sở vật chất thì Đà Nẵng không có thiệt hại về người. Đó là điều cả hệ thống chính trị và người dân thành phố mong mỏi nhất. Chính sự chuẩn bị và thông tin từ sớm đến nhân dân, cùng việc kích hoạt các biện pháp sớm đưa người dân đến nơi tránh trú đã giúp Đà Nẵng an toàn qua cơn bão lớn. Cây cối ngã đổ, cảnh tượng thường thấy sau mỗi cơn bão, nhưng lòng người dân thành phố lại hồ hởi lạ thường. Ông Ngô Viết Hòa, sinh sống ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cảm nhận rõ nét nhất khi chính quyền đã có sự chuẩn bị và lo lắng cho nhân dân chu toàn trước lúc cơn bão đổ bộ để giảm thiểu hậu quả. Cơn bão này là rất lớn, cho nên là nhờ sự chuẩn bị tích cực, cho nên là tất cả các chính quyền ở địa phương, tôi nói chính quyền địa phương đã hỗ trợ rất nhiều và cũng là phối hợp trong cái vấn đề mà thông tin, từ đó để làm cho chúng ta giảm và thiệt hại. Đối với những cơn bão sau thì chúng ta còn phải là phát huy hơn nữa và trong cái vấn đề chuẩn bị mà phòng chống. Không chỉ lo cho nhân dân trong lúc có bão mà khi bão tan, công an các địa phương của thành phố Đà Nẵng còn thành lập tổ phản ứng nhanh, tỏa ra khắp các khu vực giúp đỡ nhân dân, các cây dọn dẹp đường phố. Dẫu không là nhiệm vụ của những chiến sĩ công an, nhưng vì nhân dân họ luôn sẵn sàng. Sau khi cơn bão đến và qua thì đồng chí trưởng công an quận đã chỉ đạo các tổ xung kích chia làm 3 nhóm thực hiện các việc mà giải phóng các tuyến đường mà có các cây xanh ngã đổ chằng chịt để cho người dân lưu thông và hỗ trợ nhân dân trong các việc mà có khắc phục cái sự cố do bão, ví dụ như cây ngã đổ hoặc có những cái vật chắn mà ảnh hưởng đến cái việc mà lưu thông cũng như là những cái giải quyết những cái tình huống mà người dân yêu cầu. Tinh thần trách nhiệm của đối với anh em của công an là mưa bão đêm, tôi thấy rằng là khi này là lúc 1 giờ đêm cũng anh em vẫn đi tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn xóm. Và khi mà đến sáng hôm nay là coi như anh em đã đánh, nghĩa là đưa xe rồi đưa anh em đánh để mà dỡ phóng có cái những cây đổ. Đây là phải nói rằng rất bà con rất là vui mừng và cảm ơn. Đảm bảo cho người dân an toàn trước, trong và sau bão, đó là mục tiêu của cả lực lượng công an thành phố. Cứ lúc nào người dân cần thì lực lượng công an luôn có mặt. Giúp đỡ nhân dân cũng như tất cả khi sanh xong thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt tay ngay vào công tác tuần tra kiểm soát, cũng như nhắc nhở người dân về trên các tuyến đường mà xảy ra ngập úng hoặc là những tuyến đường nguy hiểm do hậu quả bão lũ để lại, để tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân. Bão số 4 đi qua, Đà Nẵng được khen ngợi bởi sự chủ động và quyết liệt trong từng biện pháp bảo vệ an toàn về tính mạng cũng như tài sản cho người dân. Dù vẫn còn số thiệt hại về vật chất, nhưng người dân Đà Nẵng đã và sẽ luôn tin tưởng, đồng thuận mọi mặt để cùng chung tay với thành phố vững vàng qua mùa mưa bão sắp đến.